Sao sao lại chui xuống đây? Anh ơi con hay chế rồi, anh ơi con kêu dắt nên con dắt không được. Trưa nắng đi mua bia cho ba, cậu bé khóc một dòng sông vì bị anh hai phản bội. Tình anh em chắc có bên lâu. Mới đây một thanh niên đang chạy trên đường bắt gặp một cậu bé trai đang nuôi cua dưới ruộng, vừa tìm cách đẩy xe đạp lên đường vừa khóc sướt mướt cầu cứu người qua đường. Sau khi lại hỏi thăm, anh thanh niên mới biết cậu bé hiếu thảo không quản trời mưa đứng nắng, cùng anh hai đạp xe máy Quảng Đông mua bia về cho ba nhậu. Không hiểu hai anh em đạp xe kiểu gì lao thẳng xuống ruộng. Tuy nhiên khi hai anh em nằm chèo queo dưới ruộng thì người anh đã bỏ chạy về trước, bỏ lại cậu em loay hoay tại hiện trường giải quyết hậu quả. Đoạn clip sau khi đăng tải đã khiến nhiều người vừa thương nhưng cũng vừa cười ra nước mắt trước tình huống của cậu bé. Đi mua gì? Mua bia cho ba đi. À đi mua bia mà lao xuống đây hả? Anh hai chạy lao. Anh hai chạy. Một vài bình luận để lại: anh ơi anh cứu em, nghe vừa thương vừa buồn cười. Tôi đã từng là nạn nhân của mấy ông bắt đi mua đồ, anh hai đúng là hảo hán, gây nạn xong bỏ chạy trước. Cảm ơn các bạn đã quan tâm video của chúng tôi, xin hãy bấm kênh đăng ký Fix ủng hộ kênh phát triển hơn nhé.